theo mình thấy thì đã rất lâu rồi Apple mới cho ra đời được một sản phẩm hiếm như thế này. Và mình thì cũng có rất là nhiều điều để nói với các bạn để lý giải vì sao mà mình lại nói sản phẩm này hiếm. Các bạn có thể coi đây là một video đánh giá chi tiết cũng được. Và điểm hiếm đầu tiên mà mình muốn nói đến đương nhiên chính là phần thiết kế rồi. Và mình nghĩ thì cái phần thiết kế của con này có lẽ là các bạn cũng hiểu rõ rồi đúng không? Cơ mà cái mình muốn nói đến ở đây đó chính là cách mà Apple hoàn thiện vẻ ngoài của con A73 này. Rất là đặc biệt luôn ấy. Cụ thể đó chính là độ mỏng. Con này chỉ mỏng 7.5mm, có thể coi là sản phẩm mỏng nhất trong phân khúc chính hãng này rồi. Trước đó thì cũng đã có những con như là Apple A93, Vivo V20 thì cũng có độ mỏng tương đương với con này. Tuy nhiên, hai con kia thì lại nằm ở phân khúc là 7 triệu đến 8 triệu. Riêng đối với em Oppo A73 này thì nó chỉ nằm ở phân khúc là 5 triệu thôi. Chỉ với phân khúc là 5 triệu mà nó đã có một cái độ mỏng như thế này thôi thì theo Nhi nghĩ đó là một cái điểm rất là đáng giá. Và cũng vì nó mỏng nên trọng lượng con này cũng rất là nhẹ, chỉ có 163 gram thôi. Kết hợp giữa hai yếu tố này lại thì trong một tuần qua nó đem lại cho Nhi một cảm giác cầm nắm khi sử dụng rất là sướng và cực kỳ thoải mái luôn, dù là trong bất kỳ tư thế nào đi nữa. Và tất nhiên là với trọng lượng nhẹ, kích thước mỏng, mặt lưng giả da cùng với một màu sắc trẻ trung như này thì nó cũng rất là phù hợp với những bạn nữ như mình. Nói chung thì đây cũng chính là định hướng của Oppo, bởi vì con A73 này thì hướng tới đối tượng là nữ như mình mà. Và điểm hiếm thứ hai của con Oppo A73 này đó chính là màn hình nè. Các bạn thử để ý nha, trong phân khúc giá trên dưới 5 triệu ở phân khúc chính hãng, có phải là tất cả các bạn chỉ tìm được những chiếc máy có màn hình HD cộng và chỉ đang sử dụng tấm nền IPS là nhiều không? Nhưng đối với con A73 này, các bạn sẽ có luôn màn hình AMOLED, có luôn độ phân giải Full HD, cho nên nhìn chung thì về mặt trải nghiệm tổng thể nó đã tốt hơn rất nhiều so với những chiếc máy khác trong cùng phân khúc rồi. Màn hình A73 cho một chất lượng hiển thị về màu sắc mình thấy là khá tốt, nịnh mắt, góc nhìn rất là rộng, độ sáng màn hình cũng lên đến 500 nits, nên hiển thị sử dụng ngoài trời cũng khá là ok. Bên cạnh đó cũng có luôn chuẩn quay vai L1 trên Netflix, nên anh em cứ yên tâm xem phim trên con A73 này nha. Và tất nhiên do đang sử dụng màn hình AMOLED, nên con này cũng có một sự trang bị hiếm hoi nữa trong tầm giá 5 triệu đó chính là vân tay bên trong màn hình. Cho tốc độ đọc cũng khá là nhanh và ổn định đấy chứ. Chạm giữ nhẹ lên thôi thì nó đã nhận rồi. Hey, và điểm hiếm thứ 3 của con Oppo A73 này đó chính là về phần hiệu năng. Cơ mà đối với một đứa con gái như mình thì cũng không quá quan trọng về điều này. Tuy nhiên mình biết là với phân khúc giá từ 5 triệu nhưng mà đã sử dụng được con Snapdragon này thì cũng khá là đáng giá rồi đúng không các bạn? Cụ thể thì con A73 này đang chạy Snapdragon 662, máy có 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Tác vụ cơ bản thì dùng cũng khá là mượt, mở app các thứ thì cũng nhanh. Hiệu năng gaming của con 662 này mình đánh giá ở mức tốt đấy chứ. Mình có chơi ké vài ván liên minh tốc chiến max setting trên con này. Mở luôn cả 60fps thì máy luôn duy trì ở độ ổn định mức từ 58 đến 61fps trong quá trình chơi. Trừ khi không bét căng quá thì nó sẽ drop xuống tầm 45-48fps gì đó. Nói chung như vậy đã là quá ổn cho một con chip tầm trung mà muốn chơi ngon tốc chiến rồi đúng không nào? Và do là con gái cho nên là mình cũng không chơi game nhiều. Mình chỉ chơi một vài tựa game đang hot hiện nay thôi. Điểm hiếm thứ tư và cũng là điểm hiếm cuối cùng đó chính là con này có chuẩn sạc nhanh VOOC 4.0 với công suất là 30W. 30W không phải là một con số gì đó quá ghê gớm, nhưng mà so với những sản phẩm có cùng phân khúc giá như là Galaxy A20s, Vivo Y20s hay là Redmi Note 9, 9s đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có sạc là 18W, cho nên mình thấy đây là một điểm cộng rất lớn cho con này rồi. Với 30W thì trung bình mình sạc đầy viên pin này khi cắm nó ở mức 15% chỉ mất có hơn 55 phút là đầy. Cũng rất là ngon mà đúng không? Còn về thời gian on screen thì cũng tương tự như con A93 mà gà đã từng cầm trên tay.
Con này do phải đánh đổi thiết kế rất mỏng và nhẹ nên pin chỉ còn ở mức 4015 mAh thôi. Trung bình thời gian on-screen trên chiếc máy này với 4G và Wi-Fi thì máy cũng đã đạt được tầm 5 tiếng on-screen với các tác vụ cơ bản kết hợp với game nữa. Không quá ấn tượng nhưng mà mình cũng nên chấp nhận đánh đổi thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đến những điểm không phải hiếm của con này. Có thể đây là một điểm trừ đối với một vài bạn ha. Đầu tiên đó là camera. Mình cảm thấy có vẻ như con A73 này tập trung nhiều vào trải nghiệm màn hình, hiệu năng, sạc, cầm nắm và thiết kế các thứ, nên phần camera hơi bị hụt một chút so với sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Nhìn qua thông số ở đây thì mình nghĩ các bạn cũng đã thấy rồi. Bên cạnh đó, camera selfie con này mặc dù có độ phân giải là 16 megapixel, cũng khá cao, nhưng mà thiết kế màn hình giọt nước sẽ là điểm mà nó hơi bị out trend so với màn hình đục lỗ ở thời điểm hiện tại. Mà thôi, hy sinh cho những điểm kia ngon thì cũng là ok rồi nhỉ. Về chất lượng ảnh chụp thì với tầm giá 5 triệu này, con A73 cho chất lượng chụp ở mức mình thấy cũng không quá tệ. Nói chung nếu mà đủ sáng thì con này chụp ngon. Màu sắc và chi tiết lên ngon là điều hiển nhiên rồi. Chụp người hay selfie trong điều kiện này cũng vậy, đều cho chất lượng da mặt lên rất là tự nhiên. Mình rất là thích điểm này của Oppo. Còn về thiếu sáng thì con này sẽ hơi đuối một chút, nên tốt nhất nếu bạn chụp thiếu sáng ấy, cứ bật auto chụp đêm lên cho mình thì ảnh sẽ tốt hơn ngay. Tuy nhiên các bạn sẽ phải cầm chắc tay và mất một vài thời gian đây. Ok, tổng kết lại thì đã lâu lắm rồi mình mới thấy Oppo cho ra mắt một sản phẩm hiếm như thế này. Bởi vì với 5 triệu các bạn sẽ rất khó để có thể kiếm được một sản phẩm chính hãng nè, có màn hình hiển thị tốt nè, mỏng nhẹ, rồi hiệu năng tốt, sạc lại nhanh nữa, đúng không nào? Tuy nhiên thì cũng có những điểm hạn chế mà mình cũng đã nói ở trên rồi, cho nên là các bạn hãy cân nhắc nha. Và mong là tất cả các anh em sẽ thích video này của mình. Nếu thích thì hãy like và đừng quên đăng ký kênh để cùng theo dõi những video tiếp theo của nhà Gen Z nha. Còn bây giờ thì xin chào.